Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Vô Đề sáng Chủ nhật, và bây giờ là 7 giờ sáng giờ California, tức là 9 giờ sáng giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng Chủ nhật, tương tự như sáng thứ Bảy, chúng ta vẫn có chương trình Vô Đề, tức là đề tài được mở rộng hơn và chúng ta có thể thảo luận những đề tài khác nhau. Mong là ngày hôm nay quý vị sẽ có những đề tài thật hay, thật thú vị. Và trước khi đi vào phần Vô Đề ngày hôm nay, vẫn nhắc lại quý vị, ở trên channel Phượng Mai Official, phim Cạn Dầu đã có trên đây, và bên cạnh đó chúng tôi đã có những cuộc phỏng vấn với những nghệ sĩ tham gia vào cuốn phim Cạn Dầu, có Trang Thanh Lan, có Linh Tâm, có Hương Lan, và vài hôm nữa sẽ có những người khác. Mong là quý vị sẽ vào cái Phượng Mai Official để xem những cái chương trình nội dung của Phượng Mai Official, những chương trình phỏng vấn, những chương trình ca hát và kể cả cuốn phim Cạn Dầu, để khích lệ cho anh em nghệ sĩ. Bởi vì bên đó là cái chương trình về văn nghệ và giải trí, thì nó giúp cho quý vị nhẹ nhàng hơn so với channel của tôi tập trung vào thời sự nhiều. Mong rằng quý vị share cái channel đó ra, hoặc là nếu muốn coi những cái chương trình vào bên đó xem. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta như thường lệ bước vào trong cái phần thảo luận của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có những cái đề tài thật hay. Ok, luật bảo lãnh tội phạm không cần đóng tiền bảo lãnh ở California và New York, không ai kiện lên tối cao pháp viện vì anh Phong. Đó là luật tiểu bang. Tiểu bang có quyền ban luật cho cái luật hình sự. Có một số luật lệ thuộc về liên bang thì quý vị có thể kiện lên tối cao pháp viện. Và luật này thì nó là cho phép quý vị, một là được thả ra ngay lập tức, và hai là bị giam giữ và cho tới ngày ra tòa. Luật này có nghĩa là no bail, tức là không cần đóng tiền tại ngoại hầu tra. Ok, thì tiền tài ngoại hầu tra thường thường ngày xưa là người ta tùy theo tội danh và tùy theo ông quan tòa định mức cái tiền tại ngoại hầu tra là bao nhiêu. Nhưng bây giờ cả California lẫn New York bỏ cái này, tức là những tội phạm mà được xem là những cái tội mà không phải là trọng tội đó, thì quý vị sẽ được trả ra ngay lập tức và sau đó sẽ có ngày ra tòa. Còn nếu vào và vi phạm vào những cái trọng tội giết người, hay là những cái tội liên quan tới tấn công tình dục, hay là những cái tội liên quan tới những cái chất cấm, thì có thể quý vị sẽ không được tại ngoại hầu tra. Thì cái đó là luật của tiểu bang, tối cao pháp viện không có xen vào nha. Rồi tiếp tục, Winston Churchill nha, ông và Mr. Phong đánh giá cố thủ tướng Anh Winston Churchill như thế nào? Ông là người có một thái độ cứng rắn và đối đầu với chủ nghĩa, lúc đó là chủ nghĩa của Đức Quốc xã. Thì bây giờ quý vị gọi đánh giá lại thì tôi vẫn xem ổng là một trong những người đã thúc đẩy và đã cố gắng kềm chế cái sự phát triển của độc tài phát xít. Nhưng đáng tiếc là lúc đó thì Hitler đã đưa ra những cuộc rally, và ông ta kích động được rất nhiều ở Đức và ở Áo. Thì nếu mà bây giờ quý vị nhìn lại lịch sử thì thấy rõ ràng là những vị lãnh đạo thời điểm đó họ đều có cái thái độ rất là quyết liệt, cứng rắn, không có bị chi phối bởi chính trị như ngày hôm nay nha. Rồi tiếp tục, ông Abe chết, Trung Quốc ăn mừng khi chủ tịch nước nói lên chia buồn, khó hiểu thật. No, cái này là kết quả của cái gọi, tôi gọi là cái chủ trương bài nhật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ khi mà Mao Trạch Đông chiếm nước Trung Quốc cho tới bây giờ, thì quý vị, trong mỗi một năm nó đều có những cái tính chất tuyên truyền bài nhật. Và do đó thì khi mà ông Abe qua đời thì dân Trung Quốc bị brainwash, tức là bị tẩy não, cho nên họ ăn mừng là chuyện đương nhiên. Còn ở phương diện lãnh đạo quốc gia thì nó gửi là chia buồn hình thức là cái chuyện bình thường, chả có gì là khó hiểu cả nha. Rồi, những người như ông Joe Machine đâu có cà chớn như đám dân chủ cấp tiến. Bởi vì nhờ có ông Joe Machine và bà Sinema là hai người gìn giữ cái giá trị truyền thống thật sự của Đảng Dân Chủ, và khiến cho họ không bị thay máu. Nhờ có hai người này mà Đảng Dân Chủ vẫn còn uy thế trong công chúng. Nếu mà để cái đám cấp tiến mà nó kiểm soát hết đó quý vị, là quý vị nước Mỹ sẽ loạn. Tôi chắc chắn với quý vị nước Mỹ sẽ loạn nha. Cũng nhờ hai người này gìn giữ lại cái giá trị thật sự của Đảng Dân Chủ.
Rồi tiếp tục vào hai thằng nghệ sĩ Việt Nam bị nhóm người thả bên phòng ở bên nước ngoài, tức là ở những xã hội mà quản trị theo lối dân chủ, tất cả những tội liên quan tới tình dục đều bị tống giam và không được tại ngoại hầu tra cho tới khi ra tòa. Hầu hết tất cả các cái quốc gia tự do dân chủ và xã hội dân chủ, những kẻ mà phạm tội liên quan tới tấn công tình dục đều sẽ bị giam cho tới ngày ra tòa nha. Rồi tiếp tục ok, wow, lướt qua khá khá nhiều. Anh Phong có biết tình hình thì Sri Lanka hiện tại hay không? Theo tôi biết bây giờ thì ông tổng thống thì trốn, còn ông thủ tướng thì đã từ chức. Bây giờ cái xã hội bên Sri Lanka gần như đã loạn. Và đây là kết quả đầu tiên của một vành đai, một con đường. Sẽ có nhiều quốc gia tương tự như vậy, chứ không phải chỉ một mình Sri Lanka, tức là Tích Lan đâu quý vị nha. Rồi Sri Lanka vỡ nợ nhớ nhất lộ, vậy ba nước Đông Dương sắp có cùng cảnh tương tự không anh Phong? Tôi chưa biết, nhưng Lào đã bước tới cái cửa này. Có điều là dân Lào thì họ hiền lắm, họ rất là hiền. Tôi không biết họ có phản kháng lại cái chế độ cai trị bên Lào hay không, nhưng Lào là quốc gia kế tiếp đang chuẩn bị để và vỡ nợ luôn. Và hai quốc gia này là hai quốc gia gần như nằm trong nhất đới nhất lộ của Trung Quốc nha. Có cách nào giữ văn hóa cội nguồn Việt Nam khi Cộng sản đang hủy hoại văn hóa Việt cả anh Phong? Chả có cách nào cả, do tự người dân, và điều này đã chứng minh Cộng sản đã diệt văn hóa của miền Nam từ năm 1975. Nhưng nó đâu có chết. Những ca khúc trước 75 bây giờ vẫn được hát ào ào. Không ai giết nổi một cái nền văn hóa của một dân tộc hết. Nó có thể bị khủng hoảng một khoảng thời gian, nhưng rồi nó sẽ sống trở lại bằng một cái hình thức khác. Bây giờ Cộng sản gần như triệt tiêu cái văn hóa của miền Nam ở trên mảnh đất Việt Nam. Nhưng mà trên YouTube quý vị thấy những cái nét văn hóa đẹp của miền Nam vẫn được phát triển. Do đó không, Cộng sản muốn giết cũng không giết dễ đâu. Có điều họ đang giết cái ngôn ngữ. Trên mặt báo chí Cộng sản đang giết cái ngôn ngữ của miền Nam. Nhưng mà cuối cùng người ta vẫn sử dụng những ngôn ngữ của miền Nam. Do đó không giết được cái văn hóa đâu quý vị nha. Rồi bên Lào kinh tế em nghĩ sắp sập đổ đó phải không Phong? Đang đứng trước ngưỡng cửa và chưa biết ngày nào tuyên bố vỡ nợ đây. Tại vì Lào đã không trả nổi những món nợ vay từ Trung Quốc, thì họ sẽ bị tịch thu một số những cái tài sản của họ. Trong đó có luôn cả cái đập thủy điện Sarabudi, là cái đập thủy điện lớn của Lào. Và một số những cái dự án mà do Trung Quốc xây dựng thì sẽ bị tịch thu bởi nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Thì bây giờ quý vị, Lào đang đứng trước ngưỡng cửa và đây có thể là quốc gia thứ hai tiếp theo sau Tích Lan, tức là Sri Lanka, bị vỡ nợ. Và kết quả của một vành đai một con đường là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Tôi nghe theo là đề nghị của Huynh mua DWEC của mạng xã hội Tổng thống Trump lỗ nặng rồi. Ok, đúng. Thời gian là thời điểm này thì tất cả các cổ phiếu đều rớt. Không riêng gì của ông Trump. Nhưng bây giờ nhịn tới năm sau đi, đừng có bán, để nguyên si đó. Tôi vẫn kêu gọi quý vị làm đầu tư lâu dài, chứ không nên cái kiểu mà giống như là daily trade, tức là cờ bạc mỗi ngày. Quý vị mua cờ bạc mỗi ngày thì quý vị đáng quý vị chịu. Tôi xưa nay vẫn chủ trương là đầu tư lâu dài. Bây giờ có thể là nó xuống còn có 20 mấy đô thôi, nhưng một năm sau và 5 năm sau thì sao? 5 năm sau nó sẽ lên ở trên 100 đô. Lúc đó quý vị lại đừng nghĩ tới chuyện lời lỗ khi đầu tư vào cổ phiếu. Bởi vì nó là cái giá trị lâu dài. Nó là cái giá trị đầu tư lâu dài, chứ không phải là chơi trò gọi là daily trade nha. Rồi tiếp tục. Anh Phong nghĩ sao khi bà nghị viên Kimberly Hồ và nghị viên Tài Đỗ điều tra nghị viên Charlie Nguyễn Văn Chí họp báo tranh cử thị trưởng thành phố Westminster? Chả có gì phải điều tra cả. Hôm đó tôi có mặt trong cái buổi họp báo. Ngày thứ sáu thành phố đóng cửa và Nguyễn Văn Chí có cái quyền tổ chức cái cuộc họp báo để tuyên bố tranh cử. Chả có gì gọi là big deal cả. Kimberly Hồ càng làm thì càng cháy. Và lần này she done the game. Tại vì sao quý vị? Người Việt Nam, thứ nhất là những cử tri gốc Việt Nam, họ ghét những sự tranh cãi và đấm đá. Kimberly Hồ chủ trương tấn công tất cả những người khác thì chính bà ta sẽ lãnh hậu quả. Bởi vì cử tri của thành phố Westminster
họ bình tĩnh lắm. Họ bình tĩnh trước cái màn tấn công của Hoàng Kiều. Họ bình tĩnh trước cái màn mà cố tình thay đổi cái cách bầu chức thị trưởng. Thì lần này họ cũng sẽ bình tĩnh. Đi tấn công người khác thì chính mình sẽ lãnh đạn. Nhất là tấn công một nghị viên gốc Việt, từng là đồng ngũ của mình, từng là là chiến hữu của mình. Thì cái đó cái giá của Kimberly phải trả thôi. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Wow. Sri Lanka là nước dân chủ giành giống như Campuchia ha. Người dân bị lừa dối quá, họ đến nhà tổng thống mọi thứ đều sang trọng, họ đã bị lừa dối. Dạ, tôi đã nói với quý vị là Sri Lanka đã rớt vào một vành đai một con đường của Trung Quốc thì cái giá họ phải trả. Và những quốc gia nào dính vào một vành đai một con đường với Trung Quốc từ từ sẽ trả giá, không nặng thì nhẹ. Sri Lanka là trường hợp nặng nề. Nhưng mà sẽ có những quốc gia khác cũng lãnh hậu quả, nhẹ hơn một chút thôi, nhưng mà không có quốc gia nào thịnh vượng cả. Chứng tỏ là một vành đai một con đường chỉ hút tài sản của những quốc gia đó về Trung Quốc thôi. Và cuối cùng quý vị, những quốc gia đó không phát triển được. Không phát triển được, không khá nổi, dính vào một vành đai một con đường, dính vào cái bẫy nợ của Trung Quốc thì sẽ không khá nổi. Thì quý vị, trong khi đó, những quốc gia vay nợ của Hoa Kỳ hay vay nợ của IMF, họ phát triển kinh tế rất là tốt. Họ phát triển kinh tế rất là tốt và đời sống người dân được nâng cấp rất là nhiều. Còn những quốc gia nào dính vào nợ nần của Trung Quốc thì từ từ bãi tới sụi, tức là Sri Lanka nặng thì vỡ nợ và cả xã hội hỗn loạn. Mai này tới những quốc gia khác có thể không dẫn tới hỗn loạn, nhưng mà những quốc gia đó cũng sẽ bị đuối không trả được nợ nha. Rồi tiếp tục. Có cách nào chấn chỉnh đám cực tả trong Đảng Dân Chủ của anh Phong? Có, nhưng mà mất thời gian vài chục năm. Bởi vì đám cánh tả đã đưa người của họ vào trong các cái hệ thống giáo dục, các cái hệ thống truyền thông và các cái hệ thống giải trí, những nơi mà được xem là có khả năng quy tụ đông người. Thì quý vị, họ truyền bá cái chủ nghĩa cực tả này với đám trẻ, thì đám trẻ chắc chắn là sẽ đi theo họ. Do đó, muốn thay đổi hiện trạng mất vài chục năm. Mất vài chục năm. Thì quý vị cứ thấy đi, ở Mỹ này đó, ủng hộ cho Đảng Dân Chủ chỉ có hai thành phần. Thứ nhất là đám trẻ ăn bám cha mẹ. Thứ hai là những kẻ ăn lớn tuổi ăn bám đồng tiền của chính phủ. Những kẻ mà được xem là không còn tài sản nữa, ăn bám vào cái tiền trợ cấp của chính phủ mỗi tháng thì nó ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Và cái đám trẻ không có tài sản, chưa có tài sản, đang bú sữa cha mẹ và bú sữa các ngân sách của chính phủ thì nó ủng hộ cho Đảng Dân Chủ cấp tiến. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Đồng ý với Trần Nhật Phong về chương trình đặc biệt mới bỏ lên hôm nay. Hữu Xạ Tự Nhiên Hương, một nhạc sĩ nổi tiếng mà đổi lời bản nhạc của một nghệ sĩ khác, tạo tiếng thì vô cùng sai, không nên cổ súy. Hiểu ý của Đại Bì luôn. Ok. Tôi hiểu ý của Đại Bì luôn. Tức là Đại Bì đang nói về cái bản nhạc của Trịnh Công Sơn, tức là bản gia tài của mẹ, và được Nam Lộc sửa lời để hát ở bên đây. Thì đối với tôi thì đó là cái đáng lý ra Nam Lộc phải biết rõ một cái là ồ, đây là dựa trên cái dòng nhạc Trịnh Công Sơn, tôi chế lại lời thì nó hợp lý hơn là nói là nhạc sĩ Nam Lộc viết lời trên nhạc của Trịnh Công Sơn. Thứ nhất, ông Nam Lộc chưa được sự đồng ý của gia đình Trịnh Công Sơn, đó là hành động sai trái. Anh có quyền sửa cái lời nhạc, chế lời nhạc với sự đồng ý của gia đình tác giả, nhất là anh là một nhạc sĩ. Còn nếu mà dựa trên luật Mỹ, nếu cái lời nhạc đó là lời nhạc được xem là trào phúng thì quan tòa có thể châm chước một phần nào. Tại vì vụ này đã từng xảy ra dưới thời của anh Trần Thiện lúc làm hài. Trần Thiện là một diễn viên hài, một người già diễn hài ở Mỹ. Ít người biết tới ảnh ở Việt Nam lắm, nhưng mà ở hải ngoại, cộng đồng ở hải ngoại lâu năm đều biết tới Trần Thiện. Anh đã từng đem một số ca khúc của Lam Phương, Trầm Tử Thiên lên để mà viết thành những ca khúc hài hước. Thì có một lần thì tôi không nhớ là ai đã nộp đơn kiện. Thì lên trên tòa đó thì tòa nói bởi vì đây là diễn viên hài, họ viết những cái lời trào phúng dựa trên cái nhạc thì chấp nhận được. Còn lần này Nam Lộc khác. Nam Lộc viết với cái mục tiêu là lấy lòng những người chống cộng. Và cái lời là lời văn nó cũng không phải là lời văn hài hước. Cho nên nếu mà xét về yếu tố pháp lý thì Nam Lộc đã vi phạm trắng trợn bản quyền của Trịnh Công Sơn.
Tôi biết Debbie đang muốn nói về cái chuyện của Nam Lộc viết lại lời nhạc trên cái bản gia tài của mẹ của Trịnh Công Sơn nha. Rồi tiếp tục. Anh có lời khuyên gì cho người ta gì gì tham thuế, người gì? Người thăm thuê hả? Trong tình hình lạm phát tôi kinh tế bây giờ. Thăm thuê là gì? Tôi không hiểu luôn. Thuê nhà hay là cái người thọ thuế hay như thế nào, tôi viết cái chữ này tôi thật sự không biết nha. 20 năm nội chiến là từ 1945 tới 65 phải không ạ? 45 tới 54 thì có không có trận chiến Điện Biên Phủ với Pháp, và thời gian này gọi là nội chiến không chống Pháp xâm lược. Đó là cái cách tuyên truyền của Cộng sản. 20 năm nội chiến là từ dấu mốc năm 1945 khi Cộng sản cướp chánh quyền một cách bất hợp pháp và gây ra cuộc nội chiến đối đầu giữa lực lượng quốc gia và Cộng sản. Cộng sản vừa triệt phá tất cả những lực lượng quốc gia và vừa gọi là có cái cuộc chiến đối đầu với Pháp. Thì lực lượng quốc gia là cái lực lượng chính được thừa nhận bởi cộng đồng quốc tế. Bởi vì đó là cái chính phủ liên minh. Và Cộng sản đã triệt phá và thủ tiêu rất nhiều những đảng phái khác thuộc đảng phái quốc gia từ năm 1945 cho tới năm 1965. Do đó, cái câu hát 20 năm nội chiến và bản nhạc này được sáng tác năm 1965, tức là đánh dấu đúng 20 năm. Đó là cái câu hát thì Trịnh Công Sơn trong mắt của ông ta coi đó là cuộc nội chiến. Trong mắt của Trịnh Công Sơn. Đương nhiên trong mắt của người quốc gia họ coi đó là chuyện khác. Họ coi đó là cái sự ngăn cản chủ nghĩa cộng sản đang lan rộng ở Việt Nam. Nhưng trong mắt của Trịnh Công Sơn xem đó là cuộc nội chiến. Còn những kẻ đi theo cộng sản họ nói là họ chống Pháp, no. Họ chỉ có chống Pháp một phần thôi. Chủ yếu là họ triệt phá tất cả và thủ tiêu tất cả những người của đảng phái quốc gia, trong đó có nhiều tên tuổi lớn đã bị sát hại, bao gồm luôn cả Đức Huỳnh Phú Sổ của Hòa Hảo, bao gồm luôn cả nhà văn Khái Hưng của Tự Lực Văn Đoàn, đều là bị cộng sản thảm sát nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. Chiến tranh biên giới Việt Trung Việt Cộng thua đúng không anh? Tôi cũng chả biết ai thua ai thắng trong trận này. Bên cộng sản Trung Quốc khoe khoang là họ thắng, bên cộng sản Việt Nam cũng khoe khoang họ thắng, và tôi cũng không biết rằng là ai thắng ai thua. Có điều là cái trận chiến này cộng sản không dám nói trận chiến chống lại cộng sản Trung Quốc hay Bắc Kinh, mà họ chỉ gọi là trận chiến biên giới thôi. Trong khi á, đánh với Mỹ thì chống Mỹ, đánh với Pháp thì chống Pháp, còn đánh với Trung Quốc thì không dám lên tiếng nói là chống Trung Quốc, mà chỉ nói là cuộc chiến biên giới thôi. Thì quý vị thấy rõ ràng cái ngôn ngữ của cộng sản như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Ok. Shinzo Abe đã thấy rõ sự bành trướng của China, nhưng Obama lại phớt lời cảnh cáo của Shinzo Abe về Obama là vì cái gì anh Phong? No. Obama không dám. Obama là một kẻ nhu nhược về chính trị, về quân sự. Ông ta chỉ có rút quân ra khỏi các bãi chiến trường, chứ ông ta không có chủ trương để mà dùng cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trấn áp những tiềm năng đe dọa. Cho nên khi Shinzo Abe đã nhắc nhở tới cái tiềm năng đe dọa của Trung Quốc, thì Obama đi lập cái TPP để làm một cái lực lượng kinh tế đối trọng thôi, không dám đối đầu Trung Quốc về quân sự. Đó là cái mà chủ trương của Obama, và Obama là kẻ chủ trương rút quân nhiều hơn. Cho tới khi mà cái đám mà ISIS nó bùng nổ tại Syria năm 2014-15 đó, thì cực chẳng đã, Obama mới đưa quân trở lại khu vực này nha. Rồi tiếp tiếp không những triệt tiêu văn hóa miền Nam mà còn xóa luôn những di tích đời trước để lại. Em nghe nói Khám Chí Hòa nằm trong danh sách bị xóa sổ, thì tôi chưa biết được, nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng tất cả những gì cộng sản đang làm hiện nay đều sử dụng những cái hạ tầng cơ sở do chế độ của miền Nam, tức là chế độ Việt Nam Cộng Hòa và trước đó là người Pháp để lại. Ngay cả đường phố ngoài Hà Nội cũng là do người Pháp xây chứ không phải cộng sản xây. Cộng sản không có khả năng quản trị đất nước, họ không làm được cái gì cho đất nước, họ tàn phá thì đúng hơn, họ dùng bạo lực để chiếm quyền cai trị, nhưng họ không có khả năng quản trị đất nước. Bằng chứng là quý vị thấy ở Sài Gòn chúng ta xưa nay đâu có ngập lụt, Hà Nội lúc trước cũng đâu có ngập lụt, tại sao bây giờ mỗi khi mưa xuống thì ngập lụt? Là bởi vì nó không có biết cách quản trị, và cái hệ thống tham nhũng nó làm cho tất cả những cái cuộc xây dựng vô tội vạ, lắp luôn những cái ống cống ngày xưa người Pháp xây. Cho nên bây giờ quý vị, những cái ống thoát nước đó đâu còn thoát được nữa.
Do đó, mỗi lần mưa xuống là Sài Gòn bị ngập lụt, Hà Nội bị ngập lụt. Trong khi người Pháp họ xây đường xá đó trên 100 năm, đâu có bị hư hại. Những đường phố của Sài Gòn tới bây giờ quý vị vẫn dùng là do người Pháp xây, và sau này thể chế Việt Nam Cộng Hòa xây tiếp tục. Họ vẫn dùng tốt, Cộng sản đâu có xây được con đường nào. Ngoại trừ ba cái đường mà gọi là BOT của nó. Còn tất cả đường phố chính của thành phố Sài Gòn đều do thể chế Việt Nam Cộng Hòa và người Pháp xây. Tới bây giờ quý vị vẫn còn dùng. Do đó quý vị, nó triệt tiêu thì nó bây giờ nó phá đi tất cả những di sản. Mai mốt nó sẽ nói là nhà thờ Đức Bà sẽ bị, nó sẽ đưa lý do là bị xuống cấp. Nó mượn cớ đó để nó phá luôn cái nhà thờ Đức Bà bây giờ. Tức là cái đám mà khát đất, cái đám địa ốc, cái đám mà dùng đất để kiếm tiền đó, nó sẽ nhân đủ danh đủ mọi thứ để nó phá tất cả những cái di tích đó. Nó đổ thừa là tại vì xuống cấp là nguy hiểm gì đó, rồi nó cho phá sạch luôn. Thì cái đó là cái cách cướp đất của nó mà nha. Rồi tiếp tục, Việt Nam có thể nối gót theo Lào vì nợ công không anh? Không, Việt Nam khác. Tại Lào vay nợ của Cộng sản Trung Quốc là sau khi họ phát triển kinh tế. Còn Cộng sản Việt Nam vay nợ của Trung Quốc là từ lúc họ thành lập Đảng Cộng sản năm 1930 tại Quảng Châu rồi. Từ đó họ đã vay nợ rồi. Và họ dính món nợ đó từ năm 1930, tức là gần 100 năm rồi. Cho nên cái tình hình của Lào với Việt Nam khác nhau nha. Rồi tiếp tục. Cách lãnh đạo đất nước của ông Abe có giống ông Koizumi không? Vì em ở Việt Nam rất thích ông Trump và hai nhà lãnh đạo của Nhật, của Thủ tướng và ông Koizumi. Koizumi là một thủ tướng tương đối có cái thời gian lãnh đạo lâu hơn những người khác. Nhưng mà cuối cùng ổng cũng phải từ chức. Tại vì lúc mà ông Koizumi làm thủ tướng của Nhật Bản thì lúc đó tình trạng suy thoái vẫn diễn ra, đời sống quá cao. Do đó ổng cũng phải từ chức. Nhưng mà có điều là hai nhà lãnh đạo bảo thủ này là những người cố gắng cứu nước Nhật, và tới ông Shinzo Abe thì lúc đó ổng mới cứu được nước Nhật trong vòng 3 năm, từ năm 2007 cho tới năm 2010, ổng đã đưa nước Nhật vượt ra được sự suy thoái. Thì đó là cái khả năng của ông Shinzo Abe nha. Rồi tiếp tục. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại có hoạt động gì để tác động đến ông đại sứ ở Việt Nam, Hoa Kỳ ở Việt Nam? Thật sự quý vị, trừ khi là thay máu toàn bộ nhân viên tòa đại sứ và ngoài tòa tổng lãnh sự ở Việt Nam. Còn bây giờ bất kỳ một đại sứ nhận chức nào cũng đều đi vào cái khung quy tắc mà Pete Peterson, ông đại sứ đầu tiên đặt ra. Trừ khi chúng ta có một ông tổng thống mạnh mẽ và một vị đại sứ được bổ nhiệm có thái độ mạnh mẽ thì mới làm được. Tức là đuổi cổ hết tất cả những tên đang làm việc trong tòa đại sứ Mỹ và tòa lãnh sự Mỹ ở Việt Nam. Thay máu toàn bộ thì mới có thể xây dựng lại một cái tốt. Còn bây giờ quý vị, tất cả đều thỏa hiệp với lại công an và cộng sản. Do đó, cái câu hỏi quý vị đặt ra là tương đối là không có thực tế nha, trừ khi thay máu toàn bộ nha. Rồi chú đọc comment của những người trong nước, họ toàn than thân trách phận tiêu cực không thôi, chán quá, không biết họ làm được cái gì, mãi mãi chỉ như đứa trẻ lên ba. Thì họ là như vậy tại vì họ bú sữa quen rồi, họ sống chờ ban phát quen rồi, cho nên bây giờ mà không có ban phát thì họ ngồi họ than, mà họ không biết cái đồ đó là của họ, họ đi họ lấy, và tài sản đó là của họ, họ đi họ lấy. Cho nên tôi nói quý vị, họ còn hèn hơn dân của Sri Lanka là như vậy. Dân Sri Lanka khi mà họ chịu không nổi nữa thì quý vị thấy đó, phủ tổng thống họ nhào vô luôn, tới mức tổng thống phải trốn luôn, thủ tướng phải lên tiếng từ chức. Thì quý vị cứ nhìn thấy dân Sri Lanka tích lan đó, hệ thống cả cảnh sát của tích lan cũng đâu có vừa, nhưng đến lúc người dân họ hết sợ hãi rồi. Thì quý vị thấy đó nha. Rồi wow, cũng như Sri Lanka, Lào với Campuchia cũng đang dần dần dâng đất cho Trung Quốc, cuối cùng cũng bị vỡ nợ. Tôi nghĩ rằng các quốc gia đều dính, 71 quốc gia dính vào một vành đai, một con đường, trước sau gì cũng đi tới một cái hậu quả giống nhau, có điều mức độ
ta hậu quả đó thì khác nhau thôi. Có nước thì nhẹ nhàng hơn chút xíu, có thể vượt qua được. Có nước thì coi như là bị chết đứng, phải nhờ người ở nước khác cứu đi giúp giùm. Có nước thì giống như Sri Lanka vỡ nợ luôn và toàn bộ xã hội bị bất ổn. Tôi nghĩ là tất cả những cái quốc gia gia nhập vào nhất đới nhất lộ của Tập Cận Bình đều mang hậu quả này. Tôi đã nói với quý vị, sở dĩ Hoa Kỳ đứng ở cương vị lãnh đạo thế giới là bởi vì Hoa Kỳ biết chia sẻ sự thịnh vượng của mình cho những quốc gia khác. Còn Cộng sản Trung Quốc hay Nga, họ chỉ biết hút tài sản về quốc gia của họ thôi. Dính với họ không có điều gì tốt cả nha. Rồi tiếp tục. Ok, wow, ok, can Congress still charge President Trump với cái biến cố 6 tháng 1, if he signed the sell a pardon. Ổng không ký cũng không sao, tức là ổng không ký tự ân xá cho mình. Tổng thống Trump là một trong những người hiếm hoi không ký tự ân xá cho mình. Obama trước đó, Bush hay là Clinton đều tự ký ân xá trước khi bước ra khỏi nhiệm vụ. Ông Trump là người duy nhất không tự ký ân xá cho mình. Nhưng mà dù ổng không ký đi nữa thì luật của hiến pháp, tức là bản hiến pháp, vẫn có những cái điều khoản bảo vệ cho vị tổng thống đã rời khỏi nhiệm sở. Họ chả làm được cái gì cả. Bây giờ họ có tung những cái tin rồi, họ nói là quốc hội sẽ thông qua. Hạ viện có đưa ra kết luận, cùng lắm là gì thảy nguyên cái bản kết luận nó qua cho bên phía Bộ Tư pháp thôi, để cho Merrick Garland mở cuộc điều tra thôi. Mà Merrick Garland mà mở cuộc điều tra là coi như số mạng chính trị của Merrick Garland sẽ chấm dứt luôn. Tôi nói quý vị là bởi vì quý vị, hiến pháp Hoa Kỳ rất chặt chẽ, không ai vượt qua được bản hiến pháp cả nha. Rồi tiếp tục. Ok, wow, thank you, bộ phim Cạn Dầu của anh có dự tính làm bộ phim nào nữa không? Tháng 8 tôi sẽ khởi máy để quay tiếp cái cuốn phim thứ hai, chứ không phải là bộ phim. Bộ phim là quý vị nói là về phim tập thì quý vị gọi là bộ phim được. Tôi thì tôi gọi là một cuốn phim thôi. Okay. Thì tháng 8 tôi quay cái project thứ hai, và trước tháng 30 tháng 5 năm tới tôi phải có trong tay là ít nhất là 5 cuốn phim. Do đó bây giờ là vừa phải làm về cung cấp tin tức quý vị, vừa phải soạn để bắt đầu thực hiện các project kế tiếp. Thì cái phim thứ hai nó cũng chạy, nó cũng rơi nước mắt không kém gì phim thứ nhất đâu, nhưng mà nó một cái yếu tố khác, câu chuyện nó hoàn toàn khác, nhưng mà cũng rơi nước mắt. Có điều là tôi sẽ có một số kịch bản sẽ được làm lại, bởi vì hôm trước khi mà phỏng vấn Mỹ Huyền đó, Tô Hân Vũ phỏng vấn Mỹ Huyền, thì Mỹ Huyền có gợi lại cho tôi. Tại vì hồi ngày xưa lúc mà tôi quay những cuốn phim đó đó thì cái dạng video, tức là cái dạng home video, tức là DVD, cho nên bây giờ master tôi cũng mất luôn rồi. Thì với lại hồi đó mình quay theo cái dạng gọi là với vừa đủ túi tiền và vừa đủ với cái nhu cầu của cộng đồng. Thì hai cuốn phim mà Mỹ Huyền nhắc tôi đó, thứ nhất là cuốn Chiến sĩ vô danh, nói về thân phận của người lính sau cuộc chiến, và thứ hai, người lính Việt Nam Cộng hòa sau cuộc chiến và vợ con của họ, và thứ hai là Một đời làm cha. Và họ đề bên cạnh đó thì có mấy đứa em đề nghị quay lại cái phim Mặt trời đêm đen mà tôi đã quay cách đây năm 2002, tức là đúng 20 năm. Những cuốn phim trước đó là quay từ năm 99 cho tới năm 2000. Thì bây giờ một số như Mỹ Huyền nhắc tôi, tại vì thời điểm đó quý vị, năm 99 thì có một số những cuốn phim đã được ra đời, trong đó là nói về thân phận của những người lính. Thì Mỹ Huyền lúc mà ngồi nói chuyện có nhắc lại khi mà Mỹ Huyền được Trần Hùng mời đóng một số cuốn phim, trong đó thì Mỹ Huyền từng đóng vai của tướng Lê Văn Hưng, vợ của Lê Văn Hưng. Rồi trong cái phim mà nói về cố đại tá Hồ Ngọc Cẩn thì Mỹ Huyền đóng vai một nữ du kích bị cảm hóa. Đó, đại khái như vậy. Thì Mỹ Huyền có nhắc thì có lẽ là tôi sẽ cho làm lại một số những cái kịch bản đó để quý vị xem, chứ bây giờ những cái đó bây giờ mất tiêu hết rồi. Thì cái giai đoạn mà từ năm 1998 cho tới năm 2002 đó, thì anh em chúng tôi bên đây dựng kịch và làm phim rất nhiều. Nhưng mà đáng tiếc là bây giờ hầu hết bị mất hết cái master rồi nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ngay từ đầu bài hát do Nam Lộc sửa, tôi đã đổi qua channel khác. Nam Lộc chắc muốn lấy lòng khán giả sau thời gian bị tai tiếng về việc trình hội. Đối với tôi thì
tôi cái tai tiếng hay là những cái việc làm trước đây thì có thể vì cuộc sống họ làm điều đó, nhưng nếu mà họ có thiện chí quay trở lại phục vụ cộng đồng với một cái tinh thần khác thì tôi chả có gì phản đối cả. Nhưng riêng với trường hợp của Nam Lộc thì nó khác, bởi vì mục tiêu Nam Lộc quay trở lại với cộng đồng thì cũng chỉ là cái để thực hiện lại những cái trò cũ, thì cái điều này không chấp nhận được, trừ phi anh Nam Lộc quay trở lại với một cái tinh thần phục vụ thật sự. Xưa nay ảnh nổ rất là nhiều, ảnh đã dẫn cộng đồng đi vào một cái hướng sai lạc rất là nhiều. Thì từ khi ông Trump lên, chúng ta nhìn ra, quý vị đã nhìn ra được nhiều vấn đề. Thì nếu Nam Lộc quay trở lại cộng đồng phục vụ với một cái tinh thần thật sự, đừng ăn mày nữa, đừng nhân danh điều A, điều B, điều C để gây quỹ trong cộng đồng nữa, thì đối với tôi không thành vấn đề. Bởi vì trước đây tôi xem đó là cái nghề kiếm cơm của Nam Lộc. Thì bây giờ quý vị chấm dứt những cái trò ăn mày trong cộng đồng và làm suy yếu cái kinh tế cộng đồng của cộng đồng, thì tôi vẫn tiếp tục sẽ lên án. Còn nếu như ảnh quay trở lại với một cái tinh thần, tôi tạm gọi một cái tinh thần phục vụ thật sự cho cộng đồng, ở cái tuổi của ảnh bây giờ 70 rồi, tiền bạc làm cái gì nữa, thì đối với tôi không thành vấn đề. Có điều cái hành động sửa lời đó tôi cho rằng là cái hành động có ý đồ, tức là lợi dụng trong lúc mà cái cao trào thì nhảy vô gọi là ăn ké để gỡ gỡ gạt chút tiếng tăm, thì quý vị, và để cho cái mục tiêu đó thì tôi nghĩ là không tốt, tôi nghĩ là không tốt. Đừng ăn mày nữa, tôi đã đọc những lá thư ăn mày đó rồi, nhưng mà mấy mấy tuần lễ này tôi không nói. Từ cái lá thư đi ăn mày, trong lúc mà quý vị cứ so sánh đi, tôi nhận một lá thư gửi ra từ Nam Lộc mà Trúc Hồ đi xin 20 đô la cho mỗi người khán giả để xây dựng sân khấu cho cái chương trình nhạc gì đó, thì tôi nói ủa vậy thì ca sĩ bên Việt Nam nó chửi vô mặt mình, ca sĩ ở Mỹ nghèo tới mức phải đi ăn mày 20 đồng của khán giả. Quý vị, lá thư đó tôi đã nhìn thấy mấy tuần lễ trước nay nhưng mà tôi không muốn nói tới. Có điều là sẵn quý vị nói thì tôi nói. Bây giờ tới giờ phút này, thay vì đóng góp giúp đỡ cho cộng đồng có thể phát triển kinh tế hoặc là hỗ trợ cho người dân trong cộng đồng đang đối diện với lạm phát, giá xăng cao, thì nó lại đi đi ăn mày tiếp tục. Những cái trò ăn mày này phải chấm dứt. Đừng nhân danh văn hóa, đừng nhân danh văn nghệ nữa. Còn viết theo cái kiểu hù là các anh mà không cho tiền tôi là chúng tôi bỏ về Việt Nam hát hết. Viết theo cái ngôn ngữ mà hù, vừa viết vừa hù á. Quý vị, tôi đã nói quý vị, chúng ta là những người Việt và chúng ta tự kiếm tài sản và tự tạo tài sản bằng hai bàn tay trắng. Khi mà chúng ta tới Mỹ thì vẫn tiếp tục con đường này, đừng đi ăn mày cái tài sản của người khác. Tôi đây tôi ghét nhất là đi ăn mày tài sản của người khác. Đó là điều không chấp nhận được. Nhân danh đủ kiểu hết, nào là tị nạn Thái Lan, nào là cảm ơn anh giúp đỡ cho thương phế binh, nào là quyên tiền cho dân Ukraine, rồi đủ kiểu hết, nhân danh đủ kiểu để mà ăn mày tiền hết. Cộng đồng chúng ta không phải là cái cơ quan từ thiện, mỗi một người đều tự tạo tài sản của riêng mình. Nếu họ đủ khả năng, họ đủ tài, họ tạo tài sản, họ đi giúp người ta thì không sao. Đừng có chơi cái trò mượn oa cúng Phật nữa. Điều đó đối với tôi là không còn thích hợp trong giai đoạn này nữa nha. Rồi tiếp tục. Ok, số tiền vận động tranh cử của những ứng cử viên nộp vào đâu? Mỗi một ứng cử viên đều có một cái quỹ tranh cử riêng. Và cái quỹ tranh cử đó cứ mỗi 3 tháng là họ phải làm một cái bản report, một cái bản báo cáo cho sở thuế và cơ quan bầu cử, và sẽ phối hợp với những cái deposit trong ngân hàng để mà kiểm tra, để mà đối chiếu. Do đó, tất cả những cái tiền mà đóng góp tranh cử đều được giám sát chặt chẽ bởi ủy ban bầu cử. Xài sai một đồng hay là xài sai một đồng sẽ là lãnh án tù. Và quý vị, 1 đô la mà quý vị xài không đúng là trị giá 1 năm tù, và cứ vậy mà nhận lên nha. Rồi, cảm ơn người bạn nào đây. Cao Vân Ngô đóng góp 50 Mỹ Kim. Không khí tự do của nền dân chủ, có bao nhiêu tiền cũng mua không được. Chúc anh Phong cuối tuần vui vẻ. Ultra Maga 2024.
2024. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, rồi tiếp tục. Ok, lướt qua những cái đã đọc rồi nha. Rồi những cái gì tôi đọc rồi thì không không có nhắc lại nha. Ok. Rồi anh Phong nghĩ gì vụ tỷ phú Elon Musk từ bỏ vụ mua lại Twitter? Ổng có động cơ tốt là mua Twitter để mà chấn chỉnh lại cái công ty này, nhằm loại bỏ những thành phần cực tả muốn sử dụng cái công ty này để mà cản trở tiếng nói của người khác. Nhưng đáng tiếc công ty này đã thiếu minh bạch. Họ báo cáo với ông Elon Musk là cái số lượng spam và tài khoản giả là dưới 5%. Nhưng bây giờ đó là ông Elon Musk, ông thấy rằng là ít nhất là 20% trong tổng số 220 triệu người sử dụng. Ông yêu cầu cung cấp những dữ liệu đó, họ lại không dám cung cấp. Họ lại không dám cung cấp những dữ liệu đó cho ông. Cho nên ông để cho họ mấy tuần lễ rồi. Thì bây giờ ông tuyên bố là ông từ bỏ, chấm dứt không mua nữa. Thì điều đó là cái điều đương nhiên rồi. Và cho chúng ta thấy là Twitter khởi ly từ những kẻ cực tả ở San Francisco và ở Bắc California. Và cuối cùng quý vị, họ gian dối trong vấn đề này. Họ đã gian dối trong vấn đề báo cáo về lượng người sử dụng nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ok, nhờ anh Lân đưa thêm link cho tụi nhỏ học chương trình đại học từ Việt Nam nha anh. Ok, tôi sẽ hỏi, nhưng mà bây giờ đã có hai đường link về cái trung học rồi. Thì tôi sẽ cố gắng nhờ Nguyễn Quốc Lân giúp giùm tôi. Tôi chưa dám hứa, tại vì thời điểm này Nguyễn Quốc Lân cũng khá bận rộn. Mặc dù là mùa hè, thì hội đồng giáo dục ở Canro tương đối nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà lại họ lại bị vướng vào một số những cái dự án mùa hè cho các cái trường trung học. Thì tôi sẽ hy vọng tôi nói chuyện được với Nguyễn Quốc Lân nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok, lúc bên Hồng Kông có đi tới khu Cửu Long Thà ở bên bển chưa? Nhá, tôi đã đến Cửu Long, tại vì cái nơi đó là trung tâm shopping mà. Thì khi mà tôi ở tại khu vực Kim Sao Chuỗi, thì tôi ở một thời gian khoảng 4 tháng. Thì tôi có đi nhiều, kể cả đi tới đảo Đại Áo để mà nghỉ ngơi một vài ngày. Thì tôi đi rất là nhiều. Và phải nói là thời điểm đó văn hóa của Hồng Kông rất đẹp. Rất đẹp quý vị. Những cái văn hóa và cái con người của Hồng Kông thời điểm đó rất là đẹp. Bây giờ thì tôi không biết rồi, mấy chục năm rồi. Gần như là gần 30 năm rồi tôi chưa trở lại Hồng Kông. Cho nên tôi cũng không biết bây giờ tình hình ở bên đó, cái văn hóa bị thay đổi như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. Ok. Cảm ơn các bạn. Nói tới giá xăng mới nhớ xăng ở Houston hôm nay còn 3,89 đồng một gallon. Giá xăng này có phải là Texas giảm thuế hay giảm giá trên khắp nước Mỹ? Tôi chưa biết, nhưng mà Joe Biden đã tung ra 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày để có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng trong mùa hè, thì có thể tác động nó giảm một phần nào. Và thứ hai là Texas đã bắt đầu loại trừ cái thuế xăng ra để giảm cho người dân, thì có thể là nó rớt xuống dưới 4 đồng. Mà Texas là nơi rẻ nhất rồi. Texas mà 3,89 đồng thì California bây giờ cũng gần 6 đồng, tức là 5 đồng mấy rồi. Gần 6 đồng rồi. Thì giá xăng này tôi nghĩ rằng là nó chỉ dậm chân tại chỗ trong giai đoạn ngắn hạn trước mắt. Nó sẽ lên nữa. Nó sẽ lên trong giữa tháng 8 cho tới giữa tháng 9. Tôi nghĩ như vậy nha. Rồi tiếp tục. Ok. Wow. NATO đang mở rộng, vì sao Israel không nộp đơn gia nhập liên minh này vậy anh? Bởi vì liên minh NATO lập ra không phải là cái mạng lưới hoạt động của họ ở Trung Đông, mạng lưới hoạt động của họ tại Âu Châu. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương là bảo đảm cái an ninh ở khu vực Bắc Đại Tây Dương. Bắc Đại Tây Dương thì không tính dính tới Do Thái, không dính tới Á Châu. Do đó Nhật, Nam Hàn hay là Do Thái không thể gia nhập được nha. Rồi wow. Mong ông Elon Musk sẽ thắng và không bị phạt 1 tỷ khi rút hợp đồng, chả ăn thua gì cả. 1 tỷ đó đối với ông chả ăn thua gì, và cũng với Twitter cũng chả ăn thua gì cả. Với Twitter bây giờ cũng chả ăn thua gì cả. Họ giống như là cái này á, đơn kiện kiện qua kiện lại còn chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Tôi chưa biết, nhưng mà có điều là rõ ràng là Twitter đã có cái hành động chưa không thiếu minh bạch. Khi mà ông Elon Musk yêu cầu báo cáo và cung cấp đầy đủ tất cả dữ liệu các tài khoản thì họ từ chối nha.
Rồi tiếp tục. À, wow. À, Nam Lộc không có thiện chí, bằng chứng đăng ăn ké chụp câu hỏi. Tôi chưa biết, nhưng mà trước đó ổng đã viết một số những lá thư giúp cho Trúc Hồ đi ăn mày. Chừng nào tôi nói quý vị, Nam Lộc và Trúc Hồ mà chấm dứt những cái trò ăn mày này thì tôi sẽ ủng hộ cho họ. Tại vì tôi tin rằng là hai bàn tay và khối óc của người Việt ở hải ngoại vẫn tạo ra được tài sản văn nghệ mà không cần tới cái việc mà đi ăn mày. Không cần tới cái việc đi ăn mày. Tại sao những kẻ khó khăn như ở trong Việt Nam, như là MB Sơn Tùng, và MB Sơn Tùng bị làm khó làm dễ, họ vẫn kiếm được tiền mà ở ngoài này có tự do thoải mái mà phải đi ăn mày? Trả lời cho tôi biết đi. Tức là họ chưa đánh giá đúng cái khẩu vị của khán giả bây giờ. Họ còn níu kéo những cái hào quang cũ của họ, dựa vào cái uy thế cũ của họ. Trong khi đó, bây giờ người ta bước qua một chapter mới rồi. Chúng ta vẫn gìn giữ những cái cổ truyền đẹp, nhưng bên cạnh đó chúng ta phải phát triển những cái mới để phù hợp với cái khẩu vị của giới trẻ sau này. Còn bây giờ cứ níu kéo cái cũ rồi cái hở một chút lên ăn mày, hở một chút lên ăn mày là cái điều mà tôi nói thiệt không thể chấp nhận được. Nghệ sĩ là phải có tài sản. Tài sản đó là những tác phẩm, những sản phẩm văn nghệ. Và cứ ngồi mà than thân trách phận, tự mình đánh mất khán giả của mình. Cái này hôm trước mà tôi nói chuyện với Nguyên Khang, người em của tôi đó. Nguyên Khang tôi nói, Nguyên Khang nói anh Phong khán giả bên Mỹ bạc quá. Ngày xưa lúc Quang Dũng chả là cái gì cả, bây giờ lương nó gấp 3, gấp 4 lần em. Rồi á, khán giả sẵn sàng bỏ cả 200 đô ra đi mua xem Quang Dũng hát, trong khi một cái vé của show của em có 50 đồng bạc, không chịu mua. Thì tôi trả lời với Nguyên Khang tôi nói, tại sao khán giả bên Mỹ của em mà bây giờ chạy qua Quang Dũng vậy? Tại sao khán giả bên Mỹ là của em mà tại sao chạy qua bên Quang Dũng? Em phải tự hỏi lại mình làm cách nào mà họ lấy được khán giả của mình và mình mất đi khán giả của mình vậy? Bởi vì trong đầu của tụi em chỉ nghĩ tới những trung tâm lớn. Các em không có tinh thần độc lập. Em cứ phải bám vào Asia, phải bám vào Thúy Nga thì mới sống được. Trong khi em không có tinh thần độc lập, sáng tạo ra một cái trang riêng của mình và tự đưa ra những cái tác phẩm của mình. Trước khi trách người ta, phải coi lại coi mình đã làm cái gì mà mình mất đi khán giả. Khán giả đang là của mình, đang ủng hộ cho mình. Bây giờ chạy đi nghe Quang Dũng hát. That's a problem. Tự mình phải hiểu được mình đã thiếu cái gì trong cái phần đóng góp của mình. Đừng trách khán giả. Khán giả hôm nay họ mê em, ngày mai họ mê Quang Dũng, đó là chuyện của họ. Họ có chọn lựa của họ. Còn em giữ được khán giả của em hay không là do khả năng của em. Thì quý vị, tôi chủ trương là như vậy. Chủ trương của tôi là anh em nghệ sĩ bên đây cứ đóng góp và cứ sản xuất. Có thể là cái giai đoạn đầu nó chưa ra được tài chánh, nhưng mà giai đoạn sau nó là tài sản của mình thì cỡ nào nó cũng ra được tài chánh hết. Vấn đề là các em phải là, ô, tôi đứng sân khấu tôi hát xong tôi bước xuống là phải có tiền liền. Nếu các em cứ suy nghĩ theo cái chiều hướng này thì tôi nói các em từ từ bỏ nghề là vừa rồi. Tại vì cái chapter bây giờ, cái chương bây giờ nó khác. Cứ nghĩ là đứng lên sân khấu hát hai bản xuống là phải xì tiền liền. Theo cái lối suy nghĩ đó thì các em bỏ nghề là vừa. Tại vì các em không còn thích hợp trong cái giai đoạn này nữa. Giai đoạn này là tôi nói giai đoạn đầu tư cho những giá trị lâu dài. Các em phải có sự phải biết tính toán cái bài toán tài chính của mình. Vẫn có sản phẩm văn nghệ nhưng vẫn có thể nuôi được gia đình. Vấn đề là do các em thôi. Đừng đi ăn mày. Hở chút lên xin tiền, hở chút lên xin tiền. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Ok, mình phi tiễn đi đúng đường hướng hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa nên nhiều người ủng hộ. Thì tôi nói với quý vị, tôi không tin là nghệ sĩ bên đây không kiếm được tiền. Vấn đề là gì? Trong đầu cứ phải bám vào những trung tâm. Ô, em phải vào Thúy Nga, em phải vào Asia em mới có show. Bây giờ trên khắp các tiểu bang được bao nhiêu show?
sau 2 năm đại dịch rồi. Xong bài là coi như đó, tới cuối năm 24 mới có thể mở cửa trở lại bình thường. Các cái show bây giờ chỉ là honeymoon, tức là sau một thời gian bị chôn chân nhiều quá, người ta có nhu cầu đi ra, nhưng mà rồi quý vị, người ta sẽ chán đám đông. Người ta ở nhà, người ta lên YouTube, lên Facebook, lên những cái platform khác, người ta coi đầy đủ hơn. Do đó, đừng nghĩ rằng là những cái trung tâm đó còn là có thể giúp cho mình được nữa. Bản thân những trung tâm đó bây giờ họ còn tự lo cho họ không xong nữa kìa. Thì mình phải tính bài toán độc lập của mình chứ. Suốt ngày phải đi bám vào chỗ này, bám vào chỗ kia. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Rồi, à. Cái gì đây? À. Ở Trung Quốc, những người công nhân viên thầy cô giáo với những nhân viên nhà nước bị giảm tiền lương và tiền lương hồi năm ngoái cũng phải trả cho nhà nước. Tôi không biết, nhưng mà Trung Quốc đang đối diện với cơn khủng hoảng kinh tế. Và bất kỳ một điều gì cũng có thể xảy ra dưới xã hội cộng sản cai trị cả. Khi mà kinh tế bắt đầu có khó khăn. Và Trung Quốc đang đối diện với cơn khủng hoảng kinh tế. Và cái hệ thống gọi là nợ công và cái tín dụng xấu dây chuyền nó đang đổ tại Trung Quốc. Nó đang sụp đổ tại Trung Quốc nha. Rồi tiếp tục. Wow. À, anh có nguồn thu từ phim Cạn Dầu không? Không. Quý vị nghĩ tôi bỏ lên YouTube cho quý vị coi. Quý vị nghĩ tôi có nguồn thu à? No. Chưa có. Nhưng mà nó là cái tài sản tôi sản xuất để mai này tôi qua những platform khác. Trên YouTube tôi không kiếm được tiền. Nhưng mà khi bắt đầu tôi có đến năm, tại sao từ đây tới tháng 5 tôi phải quay ít nhất là 4 năm cái project, là bởi vì tôi đã ký được với một cái platform khác. Họ đồng ý mua lại những cái sản phẩm của tôi. Nhưng mà với điều kiện là tôi phải có một cái package bán cho họ, chứ không phải bán một phim. Do đó tôi vẫn phải tiếp tục sản xuất. Đó là cách mà tôi thương lượng với những cái platform khác. Chứ thật sự quý vị, cuốn phim Cạn Dầu quay ra là 80 mấy ngàn Mỹ Kim, gần 100 ngàn. Đó quý vị thấy rồi đó. Nhưng mà sao tôi biết được mình cần có hiện diện trên những platform khác, mở con đường cho những nghệ sĩ cộng tác với mình, có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng khác là điều thứ nhất, đó là mục tiêu của tôi. Thứ hai là tiền ở bên ngoài nhiều lắm. Tiền ở cái thị trường điện ảnh đó, nó là bạc tỷ. Vấn đề là mình có sản phẩm như thế nào để mình có thể chen chân vào cái thị trường đó, chứ không phải là suốt ngày cứ đi ăn mày trong cộng đồng này. Tôi đi cái hướng khác nha. Rồi tiếp tục. Wow. À, vụ rò rỉ dữ liệu 1 tỷ dân Trung Quốc, quan chức cộng sản cho có sợ thông tin bị tiết lộ không anh? Tôi không biết, nhưng mà cái bản tin hôm trước mà tôi có đưa cho quý vị đó là tên hacker này nó tự nhận là nó xâm nhập vào sở cảnh sát của Thượng Hải và lấy được 1 tỷ cái dữ liệu. Và nếu thật sự tên hacker này nói đúng thì đây sẽ là vụ là đánh cắp thông tin lớn nhất trong lịch sử của Internet. Thì nó nói là nó đánh cắp được, là nó hack vào được trong cái sở cảnh sát ở Thượng Hải. Chuyện này mình vẫn chưa biết được nha. Rồi. Nhất đới nhất lộ không hô vốn thì Trung Quốc lấy gì vô ngân sách để anh Phong? Thì họ tịch thu tất cả những tài sản đó để đưa vào ngân sách. Họ tịch thu, ví dụ như họ đã tịch thu cái đường ray xe lửa từ ở thủ đô Nairobi tới cái bến cảng của Kenya. Họ đã tịch thu cái bến cảng của Sri Lanka. Thì những quốc gia nào không trả được nợ thì họ họ tịch thu. Thì cái đó rồi mai này họ bán lại để họ thu vốn. Đó là cách mà ngân hàng Trung Quốc đang làm nha. Rồi tiếp tục. Wow. À. Ok. Nhất đới nhất, ok rồi. À, dân Trung Cộng ăn mừng khi cựu tổng thống AB bị ám sát. Thì tôi nói đó là kết quả của sự tẩy não. Trung Quốc, Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu cái chiến dịch bài Nhật của họ từ năm 1949 rồi. Và đây là kết quả của cái chủ trương bài Nhật đó. Do đó tôi đã từng nhắc cái chuyện này với quý vị rất nhiều lần nha. Rồi tiếp tục. À, những trung tâm ca nhạc như EJ hay Thúy Nga cũng như những tờ báo giấy phản đối mặc gì gì đi lợi kỹ nghệ social media information cách đây 15 năm phải không? Không là không hiểu luôn là cái gì. Ok rồi. À,
Người Mỹ à, người Việt ở bên Mỹ theo ngành architecture nhiều không chú, và thu nhập ngành đó như thế nào? Có rất nhiều. Từng nhưng mà lại họ bị kẹt kẹt cái là họ không làm được những dự án lớn. Họ chỉ vẽ những cái dự án nhỏ, những cái nhà, xây những cái nhà một bản vẽ khoảng độ tùy theo nhà lớn nhà nhỏ, một bản vẽ từ 3.000 cho tới 6.000 đô la cho một bản vẽ. Thì đó là theo tôi biết mà họ chưa có nhúng vào những cái dự án lớn, cùng lắm có một vài người xây được cái chung cư khoảng vài chục căn, vẽ một cái bản vẽ kiến trúc á, vài chục căn thôi. Chứ chưa có ai có được cái người Việt tôi chưa thấy ai nhúng đào được vào những cái dự án lớn, vẽ những cái dự án của chính phủ hay là những cái công trình xây dựng lớn thì tôi chưa thấy. Nhưng mà nếu quý vị hỏi tôi là những cái ngành kiến trúc cho những cái dự án nhỏ vẽ cho ba cái nhà cửa thì nhiều lắm. Và bây giờ họ gần như họ không vẽ luôn. Họ đứng ra họ nhận họ có bằng kiến trúc nhưng mà họ dục qua cho bên phía Việt Nam vẽ đó. Tại vì đa số bây giờ vẽ bằng AutoCAD rồi sau đó chuyển qua 3D. Thì theo tôi biết là như vậy nha. Ok, có tin đồn Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh đúng không anh Phong? Tôi có thấy một số bạn bè gửi cho tôi email và báo về chuyện này, nói rằng là Phạm Nhật Vượng có thể đã bị cấm xuất cảnh. Tuy nhiên cái bản tin này nó vẫn là cái tin đồn, chưa chính thức là bản tin. Và tôi có tìm hiểu ở trên một số những cái cơ quan thông tấn độc lập ở bên ngoài Việt Nam thì không thấy tin này. Không thấy tin này. Thì tôi cũng không biết là tin giả, nhiều khi người ta tung tin giả ra để câu khách hay sao đó tôi không biết. Nhưng tới bây giờ thì báo chí Cộng sản Việt Nam không đăng. Báo chí Cộng sản Việt Nam không đăng thì tôi hiểu được, tại vì họ hơn 90% là ăn tiền của Phạm Nhật Vượng thì họ không đăng là đương nhiên. Nhưng mà báo chí bên ngoài thì họ không có ăn tiền của Phạm Nhật Vượng. Thì kể cả Reuters và AP là hai văn phòng chính thức tại Việt Nam á, họ cũng không kiếm ra, họ cũng không có bản tin nào liên quan tới Phạm Nhật Vượng cả nha. Rồi cảm ơn người bạn ở đây, người Việt không cộng sản đóng góp 10 Mỹ Kim mời anh Phong đi cà phê buổi sáng, cảm ơn rất là nhiều. Rồi tiếp tục. Wow, anh Phong, anh nói là tình hình kinh tế Việt Nam không bị đi theo Lào hay Sri Lanka vì đã nợ từ trước 75, nghĩa là sao anh? Có nghĩa là họ sẵn sàng tiếp tục nhượng bộ cho Cộng sản Trung Quốc để đổi lại một số tiền vay thêm. Và trong đó họ phải đưa ra những cái chính sách nhân danh điều A, điều B, điều C để mà tạo cơ hội cho Bắc Kinh thao túng và thôn tính toàn bộ lãnh thổ Việt Nam mà không cần dùng tới biện pháp quân sự. Tức là họ đem sinh mạng của cả nước Việt Nam ra để mà thế chấp đối với cái nội của họ đối với Trung Quốc. Hiểu chưa? Cho nên là tôi nói là Lào khác Việt Nam là chỗ này. Tại vì Cộng sản Lào dù gì đi nữa cùng lắm là vỡ nợ thôi. Nhưng Cộng sản Việt Nam không thể vỡ nợ. Cho nên nó sẵn sàng đem tất cả tài sản của dân tộc làm cái đồ thế chấp đối với Cộng sản Trung Quốc. Nó tệ hơn Cộng sản Lào là chỗ đó đó nha. Rồi tiếp tục. Wow, ok, Nhật Bản có thể điều tra mật vụ của ông AB không anh? Thì họ điều tra và họ trách lực lượng mật vụ đã sơ sót và cảnh sát cũng thú nhận điều đó. Có điều quý vị, khó trách được tại nước Nhật có cái mức độ mà những cái cuộc bạo động này rất ít trên mặt bằng của quốc tế. Cho nên đôi lúc họ chủ quan nha. Rồi, tiếp tục. Wow, Phạm Nhật Vượng có dính tới Việt Á và chuyển VinFast qua Singapore, em nghĩ hai hai lý do đó. Tôi cũng chả biết nữa, nhưng mà tới giờ phút này thì cái tin đó chỉ là tin đồn. Nó chưa được xác nhận. Thì mình chờ coi bên những cái thẳng, đừng có tin vào cái báo chí Việt Nam. Tại vì báo chí Việt Nam nó ăn tiền của VinFast nhiều lắm. Cho nên nó phải ém cái tin này xuống. Nhưng mà tôi kiếm những cái tờ báo xung quanh Việt Nam từ tờ Bangkok Post, Singapore Straits Times cho tới hãng thông tấn AP hay là hãng thông tấn Reuters thì tôi đều không thấy cái tin này. Những cái quốc gia gần Việt Nam họ có tin trước như là Bangkok Post hay là Singapore Straits Times thì cũng không thấy những cái tin này. Rồi Reuters AP cũng chưa thấy nữa. Cho nên tôi cũng không biết đó là tin đồn giả hay thiệt, nó leak, nó cố tình leak ra với mục tiêu gì tôi cũng không biết nha. Rồi tiếp tục. Quang Dũng đẹp trai hơn Nguyên Khang nhưng xét về giọng hát thì tôi thích nghe Nguyên Khang hơn. Nhưng mà bầu show trả lương cho Nguyên Khang 3-4 ngàn, trả lương cho Quang Dũng gấp đôi.
Đây là cái điều mà tôi rất là bực mình với những tên bầu sô ở xa là vậy. Nó chấp nhận trả cho Quang Dũng 8, 9 ngàn, 10 ngàn một cho một show. Trong khi ca sĩ hải ngoại, lúc nó cần á, thì ca sĩ hải ngoại giúp nó. Đến lúc mà nó không cần á, nó mướn ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại á, thì nó ép giá. Thì Nguyên Khang nói đúng, nhưng mà có điều là những Nguyên Khang trách khán giả không đúng, mà trách những tên bầu sô vô lương tâm. Nó sẵn sàng đội giá ca sĩ Việt Nam lên và ép giá ca sĩ ở bên Mỹ. Thì đó là cái lối làm việc của đám bầu sô vô lương tâm này từ xưa tới nay. Nhưng bây giờ giống như tôi nói, đám bầu sô này á thở không ra hơi rồi. Tại vì 2 năm đại dịch á, nó chết đi sống lại rồi. Nó không đủ sức nữa. Thì có những cái platform khác ra, thì chúng ta phải sử dụng những cái platform đó để chinh phục lại khối khán giả của mình, đừng ngồi đó than trách khán giả. Tôi không so sánh giọng ca Quang Dũng hay hơn Nguyên Khang hay Nguyên Khang hay hơn, nhưng mà tôi nói một cái ví dụ cho quý vị thấy thực tế những tên bầu sô là như vậy. Nó rất là nghĩa là lúc mà cần á, cái gì á, thì kêu ca trong cộng đồng, nhưng mà ví dụ như là tổ chức một cái hội chợ Tết nào ở một tiểu bang nào đó, nó được cái cộng đồng bên đó giao cho cái vấn đề gọi là tổ chức hội chợ Tết á, thì nó kêu ca sĩ ở bên hải ngoại với giá bèo. Còn khi nó tổ chức show thương mại á, thì nó kêu toàn ca sĩ Việt Nam không. Thì quý vị ở các tiểu bang, quý vị cứ điểm danh, tôi nghĩ rằng ở các tiểu bang quý vị biết mặt những tên bầu show này là ai. Tôi không nói sòng bài, sòng bài họ có cái chapter đi, nhưng những tên bầu show này là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. Rồi tiếp tục. Anh vừa nhắc Mỹ Hiền nào vậy? Ca sĩ Mỹ Hiền nào, cô này hát cho Việt Cộng nhân dịp Tết Mậu Thân. Tôi ở Việt Nam rất kinh cô này. Em cũng quyền kinh, nhưng anh biết được câu chuyện đó. Anh biết được câu chuyện đó, nhiều ca sĩ về Việt Nam thiếu kinh nghiệm bị họ gạt và không biết được mình hát cho chương trình gì luôn. Đến lúc lên tới sân khấu Phúc Khảo cũng không biết. Phúc Khảo cũng không biết luôn. Cho tới lúc mà đứng ngoài ở ngoài sân khấu hát, ở đằng sau nó chiếu đủ cờ hết, lúc đó đỡ không kịp. Cái trò này là cái trò cả đám truyền hình ma mảnh và cái đám ở trong nước nó chuyên môn, nó chơi như vậy. Cho nên tôi không có chủ trương đẩy người của mình về bên đó. Mỹ Huyền đang có sự đóng góp rất nhiều trong cái sinh hoạt ở cộng đồng. Thì một lần lầm lỡ cổ về Việt Nam đôi ba lần chứ không phải một lần. Những lần trước thì cổ về là cổ quay cải lương, qua những MV cải lương nó không đụng chạm. Lần vừa rồi thì bị người ta dụ về bên đó hát, thì nhận một cái show nó chơi cái trò đó. Lúc lên Phúc Khảo nó đâu có chiếu mấy cái hình ảnh ở đằng sau đâu, nó đâu có biết. Đến lúc đứng lên sân khấu hát một cái là muốn té xuống đất luôn. Rồi về đây đã vậy rồi, về đây còn bị đám trúc hộ đẩy ra nữa. Tôi khác trúc hộ, tôi chống cộng, nhưng tôi không đẩy người của mình về phía cộng sản. Tôi không đẩy người của mình về phía cộng sản, trừ phi họ làm những cái hành động mà tôi biết được là do họ có mục tiêu để tuyên truyền cho cộng sản. Ví dụ Quang Minh, ví dụ cái trường hợp của Khánh Ly lợi dụng cái tên tuổi của mình thì tôi chỉ trích. Còn những nghệ sĩ khác về Việt Nam, tôi không đẩy người của mình về phía cộng sản. Tôi khác Trúc Hồ, tôi không đẩy người của mình về bên đó. Nguyễn Huyền đã từng đóng phim với tôi, từng đóng phim và từng đóng góp trong cộng đồng này rất nhiều. Từ cái những cái vở kịch mà Tù Không Nhận Tội của kịch sĩ Thúy Hồng trên sân khấu của Asia, rồi những cuốn phim nói về cái thân phận của những người lính trước và sau cuộc chiến. Người lính, tôi nói là người lính Việt Nam Cộng Hòa đó. Tôi không vì một cái chuyện đó mà tôi đạp ra. Và thứ hai, thứ ba nữa, Mỹ Huyền là con nhà nòi. Thân phụ Mỹ Huyền là nhạc sĩ Thu Hồ, là một trong những nhạc sĩ gạo cội của miền Nam. Ok, rất rõ ràng nha. Rồi tiếp tục. Ok, Việt Nam đang thiếu ngoại, Việt Cộng đang thiếu ngoại tệ, Phạm Nhật Vượng đầu tư nước ngoài nên phải cấm xuất cảnh để giữ ngoại tệ. Vấn đề ở chỗ là thật sự cái tin đó vẫn còn quá mới và nó là dư luận thôi. Tôi không coi nó là cái tin, tôi gọi nó là cái luồng dư luận thôi. Thì chúng ta cứ chờ xem vài bữa nữa là Phạm Nhật Vượng có xuất hiện trước công chúng hay không. Và
Nếu như không xuất hiện thì ông ta đang ở đâu? Tại sao có tin đồn như vậy mà ông ta không xuất hiện đính chính? Thì lúc đó chúng ta biết rõ ràng, còn bây giờ quá mới, nó chỉ là cái luồng dư luận mà thôi nha. Rồi tiếp tục. Tiếp tục. Wow. Lướt qua những cái anh Phong ơi. Ok. Anh đẩy Khánh Ly về phía cộng sản bởi vì bà ta lợi dụng cái tên tuổi của bà ta. Bà ta lợi dụng cái tên tuổi của bà ta để xây dựng cái quy thế, tại vì tôi biết rõ cái chiến lược của cộng sản, cứ 10 năm nó phải kiếm một tên tuổi rất lớn ở cộng đồng để phá vỡ cái thành trì chống cộng ở đây. Từ bắt đầu từ bố Phạm Duy, rồi sau đó họ phá những cánh cửa khác, rồi cuối cùng là cái người mới nhất là Khánh Ly. Tức là họ tìm những cái tên tuổi lớn có uy thế trong cộng đồng để họ phá cánh cửa này. Khánh Ly biết rõ điều đó nhưng mà vẫn tiếp tục. Vậy bởi vì tôi đã từng nói chuyện với lại người chồng quá cố của Khánh Ly lúc ổng còn sống là Nguyễn Hoàng Đoan. Tôi đã từng khuyến, tôi nói là họ đang cần một cái tên tuổi để phá vỡ cái sự gọi là đoàn kết của cộng đồng trong cái tinh thần chống cộng. Cho nên họ đi kiếm những tên tuổi lớn, những tên tuổi gây ảnh hưởng trong cộng đồng để họ làm điều này. Do đó, tại sao tôi đẩy Khánh Ly là tại vì chính bà ta, tôi đã từng warning với lại, lúc đó là ăn ở phở, hôm đó tôi nói thật với quý vị, lần cuối cùng tôi gặp ông Nguyễn Hoàng Đoan với Khánh Ly là chúng tôi ngồi ăn phở ở phở Quang Trung ngay trên đường Bonsa. Khi lúc đó thì Nguyễn Hoàng Đoan cho tôi xem cái dĩa than. Mà ông nói rằng bây giờ chỉ có bên Đức mới có thôi. Ông còn kêu tôi là làm một cái dĩa than cho vợ của tôi là Phượng Mai những bản ca khúc đó. Thì tôi đã lưu ý Nguyễn Hoàng Đoan chuyện đó. Mà tôi biết được lần đầu tiên khi Khánh Ly về hát là trả ơn cho Sơn Đồng Giao. Lần đầu tiên tôi không có ý kiến. Trả ơn cho Sơn Đồng Giao thôi. Nhưng bây giờ nó mang một ý nghĩa khác rồi. Do đó đừng trách tôi, Quang Minh hay Khánh Ly. Còn những nghệ sĩ khác họ về tôi không có ý kiến. Ngay cả Chế Linh, bây giờ Chế Linh có về Việt Nam tôi cũng không phản đối. Tại vì sao quý vị? Tôi biết được cái ý đồ của phía cộng sản và những người mà tôi đã warning mà vẫn tiếp tục thực hiện cái ý đồ đó, tức là họ vì tiền. Rất rõ ràng. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Cảm ơn tất cả mọi người. Và một lát nữa thì tôi vẫn có cái phần thời sự cuối tuần cho quý vị. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.